Nóng quá cả nhà ơi, mồ hôi ra quá trời luôn. Hàn khí được đẩy ra ngoài hết rồi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bác sĩ sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bài thuốc để có thể điều trị được tình trạng mới bị cảm nhiễm phong hàn cực kỳ hiệu quả ngay tại nhà. Và trên tay bác sĩ đây là vị thuốc sinh khương. Và nếu như mà chúng ta thường xuyên sử dụng cái vị thuốc này á để mà chúng ta giải cảm á, thì đối với những trường hợp mà mới bị á thì cực kỳ là hiệu quả luôn nha các bạn. Ở đây á thì các bạn sẽ chú ý là chúng ta sẽ chọn cái loại sinh khương mà là dạng cái loại gừng nhỏ chứ không phải là cái loại gừng to công nghiệp đâu. Bởi vì những cái loại gừng nhỏ như này thì hoạt tính á thì nó sẽ nhiều hơn và cái vị cay nó sẽ tốt hơn. Còn đối với những cái loại mà gừng to á, thì cái hoạt tính á, với lại cái tính ôn của nó ít hơn so với cái loại gừng nhỏ này. Nên là bác sĩ thường xuyên sử dụng cái loại gừng nhỏ này hơn, hay còn gọi là gừng thuốc. Và các bạn chuẩn bị cho bác sĩ khoảng hai cái mắt như thế này, thì dao động đâu đó tầm khoảng 8 gram sinh khương. Sau đó rồi chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta sẽ đập. Sau khi mà các bạn đập cho cái miếng gừng này mềm ra thì sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu xái lát nhỏ lại nha. Sau khi mà các bạn đã thái gừng xong á, thì các bạn sẽ bỏ vào một cái thau nước như thế này. Ở đây thì bác sĩ đang đun là khoảng 150ml nước ha, với lại khoảng 8 đến 10g gừng tươi. Và ở đây á, thì bác sĩ sẽ hẹn đâu đó tầm khoảng 5 phút thôi các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ đậy vung lại nha. Bởi vì gừng là một trong số vị thuốc mà chúng ta sẽ cần lý khí của cái vị thuốc đó thôi. Nên thành ra là khi mà các bạn đun á, thì các bạn hãy chú ý là khi mà nước vừa mới sôi tầm khoảng 3 đến 4 phút á, thì lúc đó chúng ta sẽ tắt đi. Và nhớ là trong cái quá trình mà chúng ta đun gừng á, thì các bạn hãy cần phải đậy vung lại nha. Chứ còn nếu như mà các bạn mở vung ra các bạn đun á, thì cái khí của gừng nó sẽ bay đi và cái hiệu quả để điều trị cảm nó sẽ rất là kém. Bây giờ là gừng đã sôi mà sau đó thì bác sĩ sẽ bắt đầu rót ra cái ly này nha. Đây là cái ly gừng mà sau khi mà bác sĩ vừa mới đun xong tầm khoảng 4 phút này các bạn. Cái vị gừng này á, thì chúng ta sẽ lấy khí để chúng ta có thể đẩy được tà ra bên ngoài. Nên là các bạn sẽ uống ấm nha. Và trong cái quá trình mà chúng ta uống ấm á, để đẩy được hàn khí ra bên ngoài, thì các bạn cần nên mặc kín lại chứ không nên mặc phong thanh nha. Ở đây thì bác sĩ đã chuẩn bị một cái áo khoác. Để hiệu quả đẩy phong hàn được tốt hơn á, thì các bạn nên nhớ ha, là chúng ta sẽ cần phải ở trong một cái phòng kín. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải mặc đồ kín hơn. Rồi chúng ta sẽ uống cái cốc gừng như thế này. Và các bạn sẽ uống và vừa uống vừa thổi á. Thì trong cái quá trình mà chúng ta uống đồ nóng như thế này á, thì cái mồ hôi nó sẽ xuất ra. Và đối với những trường hợp mà các bạn mới đi bên ngoài về á, mà các bạn bị nhiễm phong hàn, thì cái cách này là cách giải cực kỳ nhanh và hiệu quả luôn. Chứ còn nếu như mà các bạn để cho phong hàn nhiễm sâu vào trong cơ thể á, thì ngoài những cái triệu chứng mà chúng ta đang bị ngạt mũi, chảy nước mũi, rồi đau đầu, đau nhức miệng mẩy á, và lâu dần thì sẽ gây ra tình trạng hàn thấm cốt tủy và một loạt những cái biến chứng hậu họa về sau cùng. Nên là các bạn sẽ cần phải chú ý là chúng ta sẽ phải giải ra phong hàn ngay từ trong giai đoạn đầu, đúng và nhanh nhất. Bác sĩ vừa mới uống xong cái cốc gừng, các bạn có thể thấy ha, là bây giờ bắt đầu mồ hôi rướn ra rồi. Và để cho cơ thể nó ra được nhiều mồ hôi hơn, thì bác sĩ sẽ lấy cái phần túi ở phía sau này để chùm lên cái phần đầu. Các bạn càng kín bao nhiêu á, thì cái mồ hôi của các bạn càng ra nhiều bấy nhiêu. Và khi mà cái gừng này nó với cái vị cay và tính ấm á, thì nó sẽ đẩy được tà và cuốn theo đường mồ hôi ra rất là hiệu quả. Nên là nếu như bạn nào vừa mới đang đi ở bên ngoài về, chẳng hạn như là bị dính mưa này, hoặc là ăn mặc phong phanh này, mà về nhà có cái triệu chứng là người cảm giác gai gai lạnh, rồi bị sổ mũi, chảy nước mũi á, thì các bạn hãy sử dụng ngay cái phương pháp này để đẩy hàn khí ra bên ngoài. Đó là cái cách đẩy hàn khí ngay trong cái giai đoạn đầu khi mà chúng ta bị nhiễm hàn khí, rất là hiệu quả và an toàn ngay tại nhà. Nếu cả nhà thấy video của bác sĩ hay và hữu ích thì hãy lan tỏa video đến với cộng đồng và người thân trong gia đình của mình. Và nhớ là đừng quên bình luận lại bên dưới cho bác sĩ biết về hiệu quả về sức khỏe của mình nhé. Còn bây giờ thì video kết thúc. Bác sĩ sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những buổi chia sẻ về những bài thuốc dân gian hiệu quả ngay tại nhà lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.